Xin chào anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay thì Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn cách thức để mà anh chị và các bạn thực hiện tính toán hiệu quả của cái phương án đầu tư trái phiếu doanh nghiệp anh chị và các bạn nhé. Đây là một cách để mà anh chị và các bạn cũng có thể tính các cái khoản đầu tư cho vay khác. Và sau đó thì Hòa sẽ lấy một cái ví dụ để anh chị và các bạn tham khảo về cái cách tính đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của Vingroup anh chị và các bạn nhé. Xin mời anh chị và các bạn. Khi tính hiệu quả đầu tư trái phiếu thì anh chị sẽ phải quan tâm giúp cho Hòa mấy cái thông tin sau. Thứ nhất đó chính là số tiền đầu tư đúng không ạ? Đó. Thứ hai đó chính là cái lãi đầu tư. Và cái thứ ba đó chính là cái lãi suất thực nhận. Đó. Chúng ta sẽ lần lượt nắm từng thông tin một anh chị các bạn nhé. Thứ nhất là số tiền đầu tư. Thì số tiền đầu tư nếu mà anh chị các bạn mua trực tiếp của tổ chức phát hành thì nó chính bằng cái mệnh giá, đúng nào? Nhưng nếu anh chị và các bạn mua của một nhà đầu tư cấp 1 thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều đấy anh chị các bạn ạ. Cụ thể là sao? Đó chính là cái nhà đầu tư cấp 1 ấy, là họ sẽ bán chênh cho anh chị và các bạn, họ hưởng cái lợi nhuận. Thế thì rõ ràng là nó sẽ thêm phần lợi nhuận, đúng không ạ? Bên bán cấp 1. Và nó còn thêm một cái phần nữa, đó chính là phần lãi tích lũy của cái coupon ấy chưa trả cho cái bên bán cấp 1, đúng không ạ? Nói ở đây để anh chị hiểu rằng là nếu mình là nhà đầu tư cấp 1 thì rất là dễ rồi. Nhưng thông thường thì ít người được trở thành nhà đầu tư cấp 1. Bởi vì sao? Bởi vì là số tiền của nhà đầu tư cấp 1 khi đầu tư nó rất là lớn. Đó, thì thông thường đại bộ phận chúng ta chỉ là nhà đầu tư cấp 2. Chúng ta mua 10 triệu, chúng ta mua 50 triệu, chúng ta mua 100 triệu. Hay đơn giản, chúng ta chỉ mua 1 triệu thôi thì chúng ta sẽ là nhà đầu tư cấp 2. Đó. Và cái câu chuyện ở đây là Hòa nói đến việc là chúng ta là nhà đầu tư cấp 2 và chúng ta tính hiệu quả bằng cái công thức của nhà đầu tư cấp 2 anh chị và các bạn nhé. Thế thì anh chị và các bạn thường khi mà mua trái phiếu của nhà đầu tư cấp 1 thì anh chị sẽ bị chênh giá, đúng không nào? Mình ví dụ như là bây giờ là mệnh giá là 100k, đúng không nào? Thế thì khi mà anh chị mua ấy, đấy, nhà đầu tư cấp 2 mua thì thường là cái giá mua ấy, giá mua thì nó sẽ lớn hơn 100k. Nó có thể là 101k hoặc 102k và 103k, đúng không nào? Đó. Và nếu mà cái lãi tích lũy cả mà chưa trả thì anh chị có thể cộng thêm cái phần đấy nữa thì nó có thể là ra một cái giá mua đấy là 105k chẳng hạn. Thì cái giá này nó chính bao gồm là cái lợi nhuận phần chênh cộng với cả cái lãi tích lũy mà anh chị phải trả cho nhà đầu tư cấp 1 anh chị và bạn nhé. Thế thì như vậy là gì? Chúng ta sẽ quan tâm tới số tiền đầu tư tổng chúng ta thôi, đúng không nào? Còn cái việc chênh này để chúng ta hiểu thôi. Và chúng ta quan tâm đến số tiền đầu tư tổng này để mà chúng ta sẽ tính toán cái lãi đầu tư và cái lãi suất thực nhận anh chị và các bạn nhé. Tiếp tục và sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn cái lãi đầu tư chúng ta sẽ tính như thế nào anh chị và các bạn nhé. Tiếp theo và sẽ giúp anh chị và các bạn tính cái lãi đầu tư trái phiếu anh chị và các bạn nhé. Hoặc giả sử cái trái phiếu ABC mệnh giá là 100k, mua 10 trái phiếu đi. Thời gian là 2 năm, từ 11 tháng 3 năm 2021 đến 11 tháng 3 năm 2023. Số tiền đầu tư ban đầu là 1.070.000k. Và mua lại của nhà đầu tư cấp 1, họ bán lại cho mình. Đáng nhẽ là mình mua trực tiếp thì mình chỉ mua 1 triệu đâu, nhưng mình bị chênh 70.000k, không sao cả. Bây giờ cái dòng tiền mà mình nhận về là gì đúng không ạ? Dòng tiền nhận về là gì? Đó chính là coupon 50k, coupon 50k, coupon 50k, coupon 50k và mệnh giá. Đó, cuối kỳ. Tổng số tiền mình nhận về là
1.200.000 đồng sau 2 năm. Đó. Thế thì cái lãi của mình thực tế là bao nhiêu? Đúng không ạ? Lãi đây ạ. Sẽ bằng là 1200 trừ đi 1070 bằng 130k. Đây chính là cái lãi thực nhận của Hòa khi đầu tư cái trái phiếu doanh nghiệp này, đúng không nào? Và tiếp theo Hòa sẽ chia sẻ với anh chị các bạn cách để tính rõ cái lãi suất thực nhận của trái phiếu này theo năm, mình quy đổi ra lãi suất xem là bao nhiêu anh chị các bạn nhá. Xin mời anh chị các bạn. Bây giờ Hòa sẽ giúp anh chị và các bạn tính toán cái lãi suất thực nhận mà anh chị và các bạn nhận được, đúng không ạ? Vẫn là cái trái phiếu mà Hòa vừa tính cái lãi đầu tư, đúng không ạ? Đó, mệnh giá 100k mua 10 trái phiếu, số tiền đầu tư là 1.070k. Cái trái phiếu này thì Hòa giả sử là ngày phát hành là ngày 11 tháng 3 năm 2021, và ngày đáo hạn là 11 tháng 3 năm 2023, 2 năm đúng không ạ? Thế thì cái ngày mua trái phiếu là ngày hôm nay, ví dụ như là 27 tháng 4 năm 2021 anh chị các bạn nhé. Thế thì cái thời gian mà Hòa nắm giữ từ 27 tháng 4 đúng không ạ, đến cái thời gian đáo hạn nó chính là 683 ngày, đúng không nào? Thế thì cái lãi suất thực nhận đấy của trái phiếu này sẽ bằng như thế nào? Bằng 130k đây ạ. Đó, nhân với cả 365 ngày. Các bạn chia cho cái gì ạ? Chia cho số tiền đầu tư ban đầu là 1070. Chia cho tổng thời gian nắm giữ là 683 ngày. Và nó sẽ ra một con số là 6.49% trên năm. Đó. Đây chính là cái lãi suất thực nhận mà anh chị và các bạn sẽ nhận được khi mà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp ABC này. Như vậy là Hòa vừa chia sẻ cho anh chị và các bạn cái cách hiểu về một cái phương án tính toán hiệu quả đầu tư trái phiếu. Chúng ta phải nắm được số tiền đầu tư của chúng ta, vị thế của chúng ta là nhà đầu tư cấp 2. Chúng ta sẽ nắm được cách tính cái lãi đầu tư và cách tính cái lãi suất thực nhận đầu tư. Có lẽ anh chị và các bạn sẽ muốn view rõ hơn về một cái trái phiếu thực tế mà Hòa sẽ chia sẻ, đó chính là trái phiếu Vingroup. Tuy nhiên trước hết hãy tặng cho Hòa một cái like để có động lực chia sẻ với mọi người. Và hãy đăng ký kênh, ấn vào nút chuông để mà anh chị không bỏ lỡ rất nhiều các cái video khác của Hòa về cổ phiếu, về trái phiếu, về quỹ, về cho vay ngân hàng, về lập kế hoạch tài chính cá nhân, về tiết kiệm, về chi tiêu, vân vân, rất là nhiều liên quan đến tài chính ạ. Nào, xin mời anh chị và các bạn hãy đến video view cụ thể một phương án tính toán thực tế về đầu tư trái phiếu Vingroup anh chị các bạn nha. Xin mời anh chị và các bạn.